Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, sau sự việc ngày 6 tháng 6 năm 2024, khi Đại Đức Thích Nhuận Đức bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm thuyết giảng trong mọi hình thức, biệt chúng sám hối tại Tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời phải sám hối Chư Tăng và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao Ban Pháp chế, Ban kiểm soát và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức trong vòng một năm. Sau một năm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo về đạo hạnh việc hành trì oai nghi giới luật của Đại Đức Thích Nhuận Đức. Thì mới đây thêm một vị sư nữa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam gọi tên. Chiều ngày 7 tháng 6 năm 2024, theo thông tin của báo Giác Ngộ liên quan tới dư luận xã hội và thông tin đại chúng về các phát ngôn, việc làm thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị thẩm tra và báo cáo về việc này. Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đã đề nghị Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà nhằm thẩm tra, rà soát, xác minh về những phát ngôn thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang bị dư luận phản ánh. Cụ thể là những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Tam Bảo của Phật giáo. Được biết, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị rà soát, thẩm tra và xác minh, trong trường hợp nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm minh. Trước đó, chúng ta thấy liên tiếp những vụ lùm xùm gây chấn động dư luận, khiến cho tên của vị tu sĩ này lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng. Từ những bức ảnh khiến cho dân mạng xã hội dậy sóng đến những phát ngôn ngông cuồng của một người nổi tiếng được cho là đệ tử ruột của Thầy Thích Chân Quang, cho đến những đoạn ghi âm, những đoạn video thuyết giảng gây sốc dư luận mới được hé lộ. Công chúng đang đặt ra câu hỏi, chuyện gì đang thực sự xảy ra? Một số bình luận trên mạng mang tính hài hước, tam tai của Thầy Thích Chân Quang đã tới rồi sao? Những gì diễn ra ngày hôm nay do chính Thầy Thích Chân Quang gây ra, hay như cách Thầy vẫn hay nói là gieo nhân nào thì gặt quả ấy, hay Thầy vẫn là nạn nhân, là người bị hại của một chiến dịch công kích ác ý của những thế lực có âm mưu sâu xa? Chúng tôi không có tư cách để phán xét. Chúng tôi chỉ ở đây để cung cấp cho quý vị một cái nhìn đầy đủ, đa chiều nhất về nhân vật đang gây tranh cãi dữ dội này. Và hãy để bản thân của quý vị là người tự kiểm nghiệm và đưa ra những nhận định đánh giá cho chính mình. Đầu tiên, vào ngày 17 tháng 5 năm 2024, sau rất nhiều tranh cãi và yêu cầu làm rõ, Giáo hội Phật giáo xác nhận đã làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang để kiểm điểm. Lý do mà Thầy Thích Chân Quang bị kiểm điểm là gì? Đưa ra các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý của Phật giáo làm hoang mang xã hội, không đúng với tôn chỉ. Một số lời dẫn dụ có nội dung như thế này: có những người thích vô phòng máy lạnh, thiệt lạnh thiệt mát, sống ngược lại với cái nóng bên ngoài. Thầy vẫn nói người này hơi ác. Đời này có nhiều người bị lở miệng, ung thư miệng cũng bởi vì sao? Đời trước thích câu cá. Không bao giờ mình nằm hay ngồi mà gác chân lên cao, ngang, đưa ngang đầu, ngang mặt người khác. Rồi thầy lý giải, do lúc nằm võng, nhất là nằm gần đường, tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó bị mình đạp bằng chân vô mặt hết. Nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết là gì vậy? Cho nên cái võng là cái nơi mà tiêu diệt hết mọi công đức của chúng sinh. Kể về việc ma đói mà còn không nói được, Thượng tọa Thích Chân Quang giải thích,
Đó là do Lúc Sống đã dùng giọng nói chửi bậy, phỉ báng kinh điển và hát karaoke, cho nên ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma cầm. Hay khi nói về nhân quả của việc trồng cà phê của bà con nông dân, mình trồng cà phê, người ta uống, người ta mất ngủ. Mốt quá, mình mất ngủ thì ráng mà chịu, mình gieo nhân gì thì ra quả đó. Khi nói về việc cúng dường cho chùa, thí dụ như mà mình có cái nhà mà tự nhiên sát bên chùa, mình nhìn qua nhà chùa, mình thấy cái chùa chật chội, Phật tử tới nhiều mà chùa chật quá, thì nói thẳng một câu, mà người có tâm đạo đó cúng luôn cả cái nhà mình cho chùa luôn, dọn đi chỗ khác ở, cứ ở cái chòi nào đó, ở bình thường thôi, cũng hết thành đất của chùa rồi, sau này sẽ coi con cháu mình nó hưởng được phước. Lúc còn trẻ mà ham mê du lịch nhiều nơi, tới khi về già bị liệt, nằm một chỗ, đó là nhân quả. Đi du lịch, chúng ta hãy đến những nơi tu tập tâm linh giác ngộ. Đi để làm từ thiện, cúng dường là chính. Đừng có đi chơi, đi ăn hải sản, vì như vậy là hết phước liền. Còn rất rất nhiều câu nói về nhân quả của Thầy Thích Chân Quang khiến cho cộng đồng mạng bất bình. Nhưng phải kể đến đỉnh điểm nhất của những phát ngôn này là khi Thầy Thích Chân Quang nói về Thầy Thích Minh Tuệ như sau. Thí dụ như thấy một cái tai nó mặc đồ rách, nó ôm cái bát, nó đi lang thang. Ô, đây là thánh nhân cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh, cũng là tào lao ba trận. Mà không biết có phải tai đó nó thiệt không? Nó tu cái gì? Nó học cái gì? Nó học bao nhiêu kinh điển? Nó dứt tâm chưa? Nó biết cái giới hạn giới luật là gì không? Lời Phật dạy, nó học được bao nhiêu cái? Sửa được cái gì rồi? Chỉ thấy nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm nó đi, thế là, ô, đây là bậc thánh của tôi. Đó cũng là ba trận, đó cũng là tà tư duy. Và rồi ngày 17 tháng 5 năm 2024, các phương tiện truyền thông công bố sự việc Giáo hội Phật giáo kiểm điểm Thượng tọa Thích Chân Quang. Thế nhưng, trên thực tế thì buổi làm việc đã diễn ra được gần một tháng trước đó, tức là vào ngày 19 tháng 4 năm 2024. Ngoài ra, Thượng tọa Thích Chân Quang cũng được xác nhận đã không còn nắm giữ chức vụ lớn trong giáo hội nữa. Trước kia, Thượng tọa Thích Chân Quang từng đảm nhiệm chức vụ là Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng hiện tại thì ông chỉ còn là trụ trì của chùa Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà thôi. Chúng ta cứ ngỡ động thái dứt khoát này của giáo hội sẽ chấm dứt những ồn ào thị phi xung quanh Thượng tọa Thích Chân Quang. Nhưng không, ngày 27 tháng 5 năm 2024, mạng xã hội lại lan truyền hình ảnh của Thầy Thích Chân Quang ăn mặc giản dị, thế nhưng lại ngồi trong phòng trưng bày xe hơi. Chủ tài khoản đăng tải hình ảnh này bày tỏ lòng biết ơn với vị khách hàng là Thầy Thích Chân Quang và tiết lộ rằng thầy đã bỏ ra một khoản tiền là hơn 2 tỷ đồng để mua một chiếc xe Volkswagen và Rogan màu đỏ nâu. Ngay sau khi sự việc mua xe được lan truyền trên mạng xã hội, có thông tin Thầy Thích Chân Quang đã bỏ cọc và không mua nữa. Thế nhưng, chừng đó vẫn chưa là gì so với kiếp nạn tiếp theo đây. Nữ diễn viên Angela Phương Trinh, người được coi là học trò thân cận của Thầy Thích Chân Quang, liên tiếp cho ra những bài viết gây tranh cãi. Từ những dòng trạng thái video tỏ thái độ mỉa mai gây gắt dành cho một vài cá nhân tổ chức, đến gọi những quan điểm đi ngược lại với mình là truyền thông bẩn hay là giặc, cư dân mạng bất bình cho rằng Angela Phương Trinh tự xưng là Phật tử mà tâm còn quá sân si, nghiệp càng nặng. Người ta không làm gì động tới mình, thế nhưng lại dùng những lời lẽ hằn học mỉa mai phán xét, mà khẩu nghiệp thì lại là loại nghiệp nặng nhất trong các loại nghiệp. Dù việc ồn ào đến mức mà Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã phải lên tiếng sẽ trao đổi với Sở Thông tin Truyền thông về trường hợp có tài khoản tên là Angela Phương Trinh trên góc độ là chuyên môn văn hóa.
Sự việc càng trở nên ồn ào khi mà chính gia đình của nữ diễn viên cùng lên tiếng. Em gái của cô là Lê Ngọc Phương Trang cũng đã viết một bài dài trên trang cá nhân có tít xanh chính chủ để giải bài rằng chị gái Phương Trinh không còn là người chị mà cô biết của trước kia. Chị những gì mà chị Trinh thể hiện bây giờ không giống như những gì mà chị từng dạy em gái. Cô cho biết rằng đã từ lâu chị gái đã không liên lạc với gia đình. Chia sẻ về vấn đề cá nhân, nên là Phương Trang thực sự hoảng sợ khi nghe được nhiều nguồn tin trên mạng về việc chị đang rất khó khăn trong kinh tế sinh hoạt hàng ngày và nhiều thứ khác nữa. Gia đình đã cố hết sức để khuyên can Phương Trinh, thế nhưng không có gì thay đổi. Về phía mẹ ruột của Phương Trinh cũng đã chia sẻ lại bài viết của Phương Trang và kèm dòng chú thích cho biết rằng con gái đã bị giận dắt, đang u mê. Điều đáng nói là bà chỉ đích danh thầy Thích Chân Quang. Đọc những lời đau xót của mẹ và em gái Phương Trinh, đã có không ít người cho rằng từ một cô gái xinh đẹp thương mẹ chăm em trở thành một người như hiện tại khiến cho mẹ đau lòng bất lực, em gái bị liên lụy vì khủng hoảng truyền thông do chị gây ra. Chúng ta hay thường nghe câu tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Như Phương Trinh, chân tu đâu chưa thấy, những gì mà cô đang đi theo như được các ma dẫn lối đến u mê lạc đạo. Trong lúc mà vụ lùm xùm của đệ tử ruột chưa đâu vào đâu, thì lại có một đoạn ghi âm từ nhiều năm trước được tung lên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người bàng hoàng kinh hãi về một bậc tu hành. Nếu như những thông tin này là sự thật, trong đoạn ghi âm là những đoạn thoại đối chất giữa các nhà sư được cho là của sư thầy Thích Chân Quang, sư Thích Thiện Hòa, Thích Bảo Nguyên, Thích Bảo Nhật liên quan về việc bê bối ở chùa. Trên hết, nếu như đoạn ghi âm này là có thật, có tính xác thực từ phía cơ quan chức năng, thì đó sẽ là một cáo buộc cực kỳ nghiêm trọng, có thể sẽ khiến cho thầy Thích Chân Quang phải đối mặt với pháp luật. Sự việc này sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin chính xác từ phía cơ quan có thẩm quyền. Thượng tọa Thích Chân Quang đã từng nói, muốn đánh dân tộc ta thì phải đánh đạo Phật trước. Dẫn biết bao nhiêu âm mưu thế lực thù địch dòm ngó quê hương ta, thì đạo Phật ta vẫn luôn giữ vững để lập trường mình yêu nước thương nòi. Giữ gìn cái chính nghĩa là như vậy, thì không phải là mọi thế lực đều thích ta, họ tìm cách phá ta, và ta phải hiểu về họ để đề phòng cho chính mình. Ở Việt Nam, đạo Phật luôn gắn bó đồng hành cùng với dân tộc. Khi nói về người Á Đông thì người Việt Nam của chúng ta sẽ nghĩ ngay tới mái chùa, tiếng chuông, câu kinh kệ. Lập luận của Thượng tọa Thích Chân Quang và những người ủng hộ của ông là nếu như đạo Phật bị xã hội quay lưng thì xem như bức tường về tinh thần và đạo pháp của dân tộc đã bị đạp đổ. Sau đó thì một tôn giáo mới sẽ được thay vào đó là một cuộc chiến không tiếng súng. Thế nhưng nguy hiểm hơn, nếu muốn xóa sổ ngôi nhà Phật giáo thì phải đánh cho sập rường cột của ngôi nhà đó đi. Những rường cột này chính là các bậc cao tăng, hiền đức quy tụ được sự kính ngưỡng của đông đảo Phật tử. Triệt hạ uy tín của các bậc cao tăng rồi thì cái quý giá nhất là đạo tâm của rất nhiều Phật tử cũng sẽ sụp đổ. Đạo Phật vì thế mà cũng dần suy thoái, biến mất theo. Chính vì thế mà những người ủng hộ thầy Thích Chân Quang cho rằng không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian gần đây là xuất hiện hàng loạt các tín đồ thất thiệt, những bài viết công kích, nói xấu, nhục mạ, những lời buộc tội vô căn cứ nhắm vào các vị cao tăng trong Phật giáo, phủ sóng rộng rãi khắp các ngôi chùa cũng như là đầy rẫy trên mạng xã hội. Thầy Thích Chân Quang càng là mục tiêu phải tập trung chống phá, vì thầy thường hay giảng giải về lòng kính Phật, lòng yêu nước, kêu gọi Phật tử yêu đất nước dù có phải hy sinh tất cả. Chúng tôi tin rằng khi nghe đến đây thì mỗi người trong chúng ta đều đã có kết luận cho riêng mình. Cá nhân chúng tôi, những người làm truyền thông Phật giáo nghĩ rằng những thông tin cáo buộc về thầy Thích Chân Quang cần được điều tra một cách nghiêm túc, bởi vì nếu những thông tin đó là bôi nhọ thì cần làm rõ
để trả lại sự trong sạch cho nhà tu hành. Còn nếu tất cả là sự thật, thì hãy để cho Thầy Thích Chân Quang, công dân Dương Tất Diệt, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước những người đã bị ông làm ảnh hưởng, và cũng là trả lại sự trong sạch cho Đạo Phật. Ngày nay, rất nhiều giới luật đều đã bị sửa đổi. Một số hòa thượng còn được lãnh tiền lương, tiền thưởng, thậm chí ngày lễ thăm bà con thân thích còn có tiền gửi về nhà, thậm chí cưới vợ dưới quê, mua nhà mua cửa. Chùa chiền lại biến thành nơi của những kẻ buôn thần bán thánh, chúng sinh tham tiền tài vật chất, không tu đức chân chính. Tăng ni trong chùa đã có những kẻ vô đạo mà còn dâm dục phóng tục, lại cũng có những người trở thành thầy tu mà không chân tu. Sự phá hoại từ bên trong là sự phá hoại nguy hiểm nhất. Những người khoác áo Phật gia như thế, nhưng không chân tu, làm diện mạo của Phật Pháp bị quen ố, khó lý giải và trở thành dị đoan trong mắt người đời. Những người như thế thì phải cương quyết loại bỏ. Thế nhưng không vì thế mà chúng ta đánh đồng phủ nhận bao nhiêu tăng ni trong và ngoài nước đã và đang tu hành chân chính, làm công việc cứu khổ độ sanh và giữ gìn riêng mối tâm linh đạo đức cho dân tộc trong bao nhiêu năm qua. Hãy để cho Đạo Phật mãi là một tôn giáo tốt đời đẹp đạo, khiến cho mọi người hướng về Phật với sự coi trọng chân thành và giản dị như bao đời nay trên dải đất hình chữ S này. Chúng ta không thể tha thứ cho những việc mượn Đạo Phật truyền bá những thứ trái với luân thường đạo lý, phục vụ mục đích kinh doanh và vụ lợi, hay là chia rẽ các tôn giáo với nhau và trong cùng một tôn giáo. Chúng ta không thể để giả lây cho những vị tăng ni Phật tử chân chính, những con người sống vì nhân dân, vì tổ quốc, cống hiến cho cuộc đời. Xin cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã xem hết video này của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể để lại những ý kiến cá nhân cũng như các góp ý cho chúng tôi dưới phần bình luận của video nhé. Kính chúc quý Phật tử và quý khán thính giả thân tâm luôn an lạc. Hãy dùng trí tuệ và lòng từ bi để soi sáng con đường nghe Pháp, tu học của mình quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Trong cuộc sống này, ai cũng mong cuộc đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Dù có gặp khó khăn cũng sẽ may mắn có quý nhân phù trợ nhẹ nhàng vượt qua. Tuy nhiên, phúc khí và may mắn không phải do bẩm sinh mà có, mà nó có liên quan rất nhiều đến đặc điểm tính cách và hành vi cá nhân của mọi người. Người xưa có câu: ba phần số mệnh, bảy phần nỗ lực. Bảy phần nỗ lực trong đó chính là thói quen, tính cách và phẩm chất được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống. Đó cũng là những nhân tố quan trọng góp phần quyết định vận mệnh của cả cuộc đời. Đúng là trong xã hội ngày nay, mỗi khi gặp thất bại hay cuộc sống không được như ý, chúng ta đều cảm thấy mọi thứ thật là bất công. Lòng thắc mắc tại sao người khác có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc, còn bạn thì chẳng nhận được gì. Đôi khi lại tự hỏi, phúc lành của người khác đến từ đâu? Theo Phật giáo thì hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt hay là than thở, hoặc là cứ cầu là có, mà là do gieo nhân lành thì gặt quả lành. Nói cách khác là phúc của một người thực ra hoàn toàn do chính người đó quyết định. Phật giáo chỉ ra bốn đức tính của người có phúc vậy. Đức tính thứ nhất đó là có lòng hiếu thảo và biết giúp người. Người xưa có câu: bách thiện hiếu vi tiên, có nghĩa là trong trăm điều thiện thì hiếu thuận đứng đầu. Công cha trời biển, nghĩa mẹ bao la là điều mà mỗi phận làm con không thể báo đáp được. Cha mẹ chính là phúc đức lớn nhất trên đời của mỗi người, và làm tròn hiếu đạo là công đức lớn nhất trên đời. Đức Phật dạy rằng đời người là vô thường, ai rồi cũng có một ngày già đi. Khi già yếu, bệnh tật mà con cháu bên cạnh chăm sóc và nâng đỡ thì đó là một điều may mắn.
Thời gian trôi qua vô tình, tuổi xuân của cha mẹ cũng đi qua cùng với tuổi thơ của con. Con ngày càng trưởng thành thì cha mẹ ngày càng già đi. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn là dâng theo tâm nguyện của cha mẹ để đấng sinh thành vui lòng. Trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức đơn giản nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần bái Phật. Ông trời luôn bảo hộ, ban phúc cho những người sống hiếu thảo, hết lòng với cha mẹ. Thế nên, đây là những điều kiện mà phận làm con nhất định phải làm cho cha mẹ. Người tử tế sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình. Họ có thể đối xử tệ bạc với bản thân, nhưng vì họ lương thiện nên sẽ luôn biết làm sao để tích âm đức và tạo phúc cho con cháu. Người sống hiếu thảo có thể làm gương cho con cái. Họ có thể cho con cái cảm nhận được sự hòa thuận, đầm ấm của gia đình. Để rồi, khi tới lượt bản thân già yếu, họ cũng nhận được sự hiếu kính từ con cái của mình. Hiếu thuận là nề nếp gia phong tốt, được truyền từ đời này sang đời khác. Không chỉ có lòng hiếu thảo, lòng nhân hậu và biết giúp đỡ người khác cũng là đức tính của người phúc dậy. Ở đời, người thích làm điều thiện mà không mưu cầu hồi báo sẽ nhận được càng nhiều phước báo. Ông cha ta có câu, ở hiền gặp lành cũng là vì thế. Một người có tấm lòng nhân hậu sẽ tích được công đức lớn và họ đương nhiên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trên thực tế, giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình. Khi bạn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không yêu cầu được đền đáp, thì cũng sẽ có người giúp đỡ bạn ý như thế. Quý nhân hay may mắn mà bạn gặp được sau này hoàn toàn có thể là do bạn tạo ra từ những việc tốt mà bạn đã làm trước đó. Khi đã nhận được sự giúp đỡ, đừng quên thể hiện lòng biết ơn với người đã giúp mình. Dù là bằng hành động thực tế hay đơn giản là một câu cảm ơn. Cuộc sống này muôn màu muôn dạng, sẽ có những việc bất ngờ xảy ra mà chúng ta không thể lúc nào cũng có ngay cho mình một hướng giải quyết. Nếu bạn được người khác giúp đỡ cho bất cứ vấn đề gì, thì hãy luôn có một trái tim biết ơn đối với người đã giúp đỡ bạn. Đừng bao giờ cho rằng người khác giúp bạn là điều hiển nhiên, bởi trong cuộc sống này, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ chúng ta ngoại trừ cha mẹ hay người thân của mình. Chỉ khi bạn trân trọng những điều người khác làm cho mình, thì người khác mới sẵn sàng tin tưởng và giúp đỡ bạn vô điều kiện. Mối quan hệ giữa người với người là sự tương tác hai chiều. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Ở đó, lòng biết ơn chính là cơ sở để đảm bảo mọi việc đều cho đi đều có thể được nhận lại xứng đáng. Thứ hai là sống rộng lượng bao dung. Bồ Tát Di Lặc trong Phật giáo được coi là hiện thân của lòng bao dung và độ lượng. Người xưa có câu, bụng to có thể dung thứ, những việc đời khó dung. Nụ cười luôn rộng mở để cười nhạo những kẻ lố bịch trên đời này. Cuộc sống không bảo đảm sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Những vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Nếu bạn cứ luôn lo lắng về mọi việc, đặc biệt là để bụng những điều chướng tai gai mắt trong cuộc sống xung quanh, bạn sẽ không thể sống riêng cho chính mình, càng không thể tận hưởng phước lành dù nó có nhiều đến đâu. Trong các mối quan hệ xã hội, chúng ta không thể nào tránh được những bất đồng hay xích mích xảy ra. Lúc cảm xúc không thể kiểm soát, không phải ai cũng có đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Có người luôn tranh cãi với đối phương để giành phần thắng. Ngược lại cũng có người chọn cách bao dung, nhượng bộ để chuyện lớn quá nhỏ. Trở thành người khoan dung với một trái tim rộng lớn sẽ giúp cho mối quan hệ giữa người với người trở nên gần gũi hơn, tình cảm hơn và
trở nên sâu sắc hơn. Sống bao dung độ lượng với người khác không chỉ giúp làm đẹp cho bản thân mà còn giúp chúng ta có luôn nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ khi trở nên cao quý, bạn mới dễ dàng được hưởng phúc lành. Ở đây, cao quý không phải là bạn có bao nhiêu tiền bạc và địa vị cao đến đâu. Điều quan trọng là tính cách và phẩm chất cao quý mà bạn đang sở hữu ra sao. Người sống có lòng khoan dung thì lúc nào cũng tự do tự tại. Đi đâu làm gì đều có thể hài hòa, viên mãn. Khoan dung chính là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi, có sức mạnh cảm hóa đất trời. Nhân chi sơ tính bản thiện. Con người sinh ra vốn có bản tính lương thiện. Người khéo nuôi dưỡng bản tính thiện thì sẽ biết nhẫn nhịn. Người khéo nhẫn nhịn tức là khoan dung. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình. Đó là lý do giáo lý nhà Phật nhận định rằng sống bao dung và độ lượng là một trong những đức tính của người có phúc dày. Người biết bao dung sẽ luôn mang tấm lòng rộng lượng với mọi vật, mọi sự, mọi người. Lòng như biển cả nhận nước từ trăm sông, lòng như đất trời mùa xuân tốt tươi cho vạn vật, thì đó chính là từ bi. Bao dung là một đức tính vô cùng đẹp mà những người có trái tim từ bi mới có được. Người có lòng bao dung thì khi sự tình trở nên căng thẳng bế tắc thì họ sẽ biết quay đầu chuyển hướng, cũng khiến cho mối quan hệ căng thẳng trở nên gần gũi hơn. Con người sống ở trên đời đều chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa vời mà không hề hiểu hạnh phúc do chính mình tạo ra. Mỗi ngày bạn hãy tự dặn lòng mình rằng hãy bao dung hơn hôm qua, sống đơn giản và thanh khiết hơn hôm qua. Chắc chắn nhờ đó cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc muôn phần. Thứ ba là giữ tâm trong sạch, không ghen tị. Nhiều người thắc mắc phúc là gì? Phật dạy, điều đầu tiên để tạo nên phúc là phải có tâm hồn trong sạch, biết chấp nhận và cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống này. Chính những người như vậy mới thực sự là người có phúc. Cuộc đời này là của bạn, sướng khổ ra sao là do bạn tự quyết định thôi. Do đó, bạn không thể ghen tị với phúc lành của người khác, bởi sự ghen tị cuối cùng sẽ chỉ thiêu đốt chính bạn mà thôi. Vì vậy, trong đạo Phật, nếu chúng ta biết chuyển hóa ở thế gian này, đó là khi nhìn thấy sức mạnh tài năng của người khác thì phải biết tán dương. Chỉ có công đức này, chúng ta mới có thể bù đắp được những khuyết điểm của mình. Đây chính là mấu chốt để có được hạnh phúc. Không ai trên đời này sinh ra đã hoàn hảo. Nhưng nếu bạn cứ để sự ghen tị mãi trong lòng, có thể khiến cho bản thân bạn luôn mệt mỏi, bất bình, không một phút nào an yên. Ghen tị với người khác không bao giờ có thể giúp cho bạn tốt lên, mà chỉ làm tổn hại tới chính bạn mà thôi. Lòng ghen tị chỉ khiến cho bạn càng ngày càng sân si. Một khi bộc phát, lòng ghen tị sẽ biến thành khẩu nghiệp, nói điều sai quấy với người khác, nặng hơn là biến thành quán khí, sân hận, hành động gây tổn hại tới người khác. Con người chúng ta hay mắc phải sai lầm này và có thể cảm thấy khó chịu với người khác trên nhiều phương diện khác nhau như tài năng, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, tiền bạc, tình cảm, thậm chí là ghen tị nhau cả về con cái nữa. Lời Phật dạy, đáng thương nhất của đời người là tự ti, bi ai lớn nhất của đời người đó là ghen tị. Phật dạy quả không sai, đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người không đủ niềm tin về cuộc sống, vào chính mình. Những kẻ cứ hay ngợp giật khi được đối xử tốt, ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt, hay chính vì mình không dám sống thật lòng với ai nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Người ta có thể tìm được hạnh phúc từ những điều giản dị xung quanh mình,
hoặc tự hài lòng với những gì mình đang có? Tại sao không cố gắng hết mình, thay vì ghen tị với cái thành công mà người khác đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức để có được? Đức Phật cũng khẳng định rằng, muốn tìm được hạnh phúc, muốn tìm được sự an lạc là ngay trong cuộc sống giữa đời thường này, thì phải cần đến năng lực của sự tùy hỷ. Bởi cuộc đời là vô thường, chúng ta phải cùng yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau còn không hết, huống hồ là đố kỵ nhau để tạo ra thù hận, thành oan gia trái chủ, để phải luân hồi sinh tử mãi mà đọa đày trả ân oán với nhau. Phật dạy rằng, khổ tâm lớn nhất của đời người là sự ganh ghét đố kỵ. Người có tâm ganh ghét, tật đố kỵ sẽ khổ sở dây dẳng trong lòng. Do đó, người tháo chuông không ai khác chính là người buộc chuông. Trong trường hợp này, chỉ có bạn mới giúp được bạn mà thôi, mới khiến bản thân hạnh phúc hơn, an yên hơn, thanh tịnh hơn và thấy cuộc đời đẹp hơn. Thứ tư là sống biết đủ, không xa qua lãng phí. Cuối cùng, sống biết đủ và không xa qua lãng phí cũng là một đức tính cần có của những người có phúc dày. Phước lành của con người đều đã được định đoạt. Nếu một người không biết tích đức, không biết tu phước mà lại phung phí phước thì như nước trong bát, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Ngược lại, nếu ai biết trân quý phước lành thì sẽ được phước. Cuộc đời này vô thường, hạnh phúc đôi khi có giá trị ít hay nhiều là do bản thân tự cảm nhận nó. Bản thân phải hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà mình lại được sinh ra là con của bố mẹ mình. Mình lại mang tên này là được sống ở đây, được yêu thương và cho đi yêu thương. Tất cả đều là duyên phận, đều có căn cơ hết. Nhưng có một thực tế là con người vốn dĩ không bao giờ biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Luôn có tư tưởng đứng núi này trong núi nọ, chẳng thể cảm nhận được hết hạnh phúc mình đang hưởng thụ. Dễ dàng để những điều đáng quý, đáng trân trọng bị vùi lấp với lớp màng mang tên ganh tị. Chỉ vì không buông bỏ được lòng tham cứu hữu ấy nên tai họa cứ ập đến là điều khó tránh khỏi, khổ đau là lẽ đương nhiên. Đức Phật chỉ dạy rằng biết đủ là đủ. Người biết đủ là người giàu có nhất. Người biết đủ luôn cảm thấy an yên và hạnh phúc. Họ luôn mỉm cười đối mặt với mọi khó khăn của cuộc sống. Họ sẽ tìm ra hướng đi phù hợp và hoàn hảo nhất cho mình. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm. Trong suy nghĩ của người biết đủ, không có chỗ cho sự tranh giành và đòi hỏi quá mức. Họ luôn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc được, giữ tâm thanh tịnh, định tĩnh và giản đơn. Cuộc sống này của chúng ta sẽ dần dần chuyển hóa từ đấu tranh thành sẻ chia, từ sân hận thành tha thứ, từ nỗi khổ niềm đau sẽ tan loãng. Hạnh phúc sẽ đơm hoa ở hiện tại, an bình sẽ kết trái ở mai sau. Hài lòng với những gì mình đang có không chỉ giúp cho bạn giảm bớt đi ganh tị, đố kỵ, mà còn mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về cuộc đời, về kiếp người, để từ đó sống tốt hơn, cái tâm trong sáng hơn, nuôi dưỡng nhiều hơn những hạt giống tích cực, để mỗi giây phút trong cuộc đời này luôn tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Phúc lành do chính mình tạo ra, vận mệnh do chính mình tìm kiếm. Không cần phải ghen tị với phúc lành của người khác, cũng không cần thăm dò phúc lành của người khác đến từ đâu. Hãy nhớ rằng, phước do chính mình kiếm được, nỗi đau do mình tạo ra, mọi thứ đều do mình tự tạo và tự nhận. Kính thưa đại chúng, nhân dịp xuân về, tôi xin kính chúc cho tất cả các pháp lữ đồng hành được hưởng một mùa xuân
theo ý nguyện của mình. Riêng tôi thì với tư cách một hành giả Pháp Hoa đã trải qua một giai đoạn dài hơn 60 năm tu học, cho nên tôi có một cái kinh nghiệm đón xuân theo cái tinh thần kinh Pháp Hoa mà tôi đã trải qua. Người trì tụng được kinh Pháp Hoa đấy, Đức Phật dạy là phải có căn lành, có nhân duyên với Phật. Rồi từ cái chỗ mà căn lành của mình đó, nó phát khởi lên niềm tin. Rồi từ cái niềm tin đó, nó hướng dẫn mình từng bước đi sâu vào trong giáo nghĩa của kinh. Đó là cái hành trì mà tôi đã trải qua. Cho nên cái giai đoạn đầu mà nói là trì kinh Pháp Hoa đó, thì lúc bây giờ tôi chỉ biết cái tên kinh Pháp Hoa mà thôi. Vì lúc đó tôi còn nhỏ, chưa biết đọc chữ Hán. Nhưng mà gặp một hòa thượng trao cho tôi bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Hán. Ngài nói đây là kinh Pháp Hoa. Tôi chỉ nghe thấy cái tên kinh thôi, nhưng mà trong lòng tôi nó cảm nghĩ đây là cái bảo vật vô giá đối với mình. Cho nên chỉ ôm giữ cái bộ kinh này, và trong lòng mình chỉ nghĩ tới bộ kinh này mà cảm thấy được cái an lành. Cho nên ở đây tôi nói là cái giai đoạn khởi đầu mà tôi tu theo kinh Pháp Hoa là bằng cái niềm tin thôi. Chứ còn chữ nghĩa bên trong thì tôi không biết nó là cái gì, chỉ biết đó là kinh Pháp Hoa. Nhưng mà qua cái giai đoạn thứ hai gọi là trì kinh Pháp Hoa thì thường ngày tôi mang cái bộ kinh Pháp Hoa lên trên chùa, rồi dở từng trang, đọc từng chữ. Đặc biệt nhất là cứ tới mùa xuân, tức là 30 Tết vào cái giờ giao thừa, thì tôi đem kinh Pháp Hoa ra để mà tụng. Thì từ giao thừa mà đem kinh Pháp Hoa ra tụng, thì tụng kinh là chúng ta tụng kinh bằng giấy trắng mực đen, đọc từng chữ từng câu. Nhưng mà trong giai đoạn này đó, làm như thế tôi cũng cảm thấy an lành. Tại vì tụng kinh là an lành, tụng kinh mà thấy an lành, cho nên tôi hiểu kinh Pháp Hoa nó làm cái gì mà mang lại cho mình cái sự an lành. Cho nên đó là cái giai đoạn thứ hai mà tôi trì kinh Pháp Hoa. Tức tôi gọi đây là văn tự Pháp Hoa kinh. Nhưng mà qua cái giai đoạn đó, nó đến cái giai đoạn thứ ba, thì cũng mùa xuân, cũng vào giờ đó, tôi mang bộ kinh để trước bàn Phật. Và lúc bây giờ đã bắt đầu trì kinh, thì tự nhiên tôi thấy nó hoàn toàn đổi khác đối với tôi. Tức là bắt đầu trì kinh thì cái trường hợp đó nó đổi khác. Cũng một cái gian phòng đó, cũng bộ kinh đó, cũng Phật tượng đó, nhưng mà tôi cảm nghĩ
đây là một cái thế giới lạ, tức là khác thường với những ngày thường mà mình có. Cho nên tôi cảm thấy giữa mình với Đức Phật nó gần hơn. Giữa mình với Đức Phật gần hơn. Mà lúc bây giờ đó thì không cần phải lật kinh ra mà đọc như trước nữa. Không cần phải lật kinh ra. Nhưng mà đây là một cái thế giới sống động của tâm hồn của mình. Cho nên nếu chúng ta có cái quá trình tu thì chúng ta sẽ nhận được những cái điều mà ta gọi là mầu nhiệm ở trong kinh. Vì vậy đó, mà lúc bây giờ đó, trì kinh đối với tôi không phải lật từng trang và đọc từng chữ nữa, mà lúc bây giờ đó, chúng ta nhắm mắt lại, một cái thế giới mầu nhiệm hiện ra ở trong tâm chúng ta. Cho nên trước đó đó, thì chúng ta đọc cái câu kinh, tức là một thở nọ Đức Phật ở thành Dương Xá và núi Kỳ Xà Quật. Đây là văn tự kinh. Nhưng mà bây giờ nữa, tự nhiên chúng ta không đọc cái câu kinh này nữa, nhưng mà lúc bây giờ nữa, chúng ta cảm nhận được đây là núi Kỳ Xà Quật, đây là thành Vương Xá, đây là Đức Phật đang thuyết pháp. Đây là cái cảm nhận của chúng ta. Cho nên trì kinh mà không đọc chữ, mà bằng cái cảm nhận của mình. Cho nên Đức Phật đang ngồi ở trên núi Linh Thú mà nói kinh Pháp Hoa, và mình cũng ngồi trên núi Linh Thú mà mình nghe Đức Phật nói kinh Pháp Hoa. Đây là điều kỳ diệu mà tôi cảm nhận được. Cho nên nghe Đức Phật nói kinh Pháp Hoa ở trên núi Linh Thú, thì lúc bây giờ tôi lại có cái cảm giác kinh Pháp Hoa mình nghe ở trên núi Linh Thú nó không giống với kinh Pháp Hoa mà mình tụng hàng ngày. Đây là điều lạ. Tại hàng ngày thì mình đọc kinh, nhưng bây giờ mình nghe Đức Phật thuyết thì mình có cảm nghĩ là Đức Phật nói không giống như trong kinh, không giống. Nhưng mà đây mình thấy, tức là mình thấy. Cho nên kinh Pháp Hoa lúc bây giờ nó trở thành là biểu tượng, mà nó không còn bằng bộ kinh giấy trắng mực đen nữa. Biểu tượng đó là gì? Đó là cái thế giới của chư Phật, của Bồ Tát, của Thánh chúng. Đây là cái điều quan trọng nhất. Chúng ta mới thấy cái thế giới kỳ diệu này nữa. Tự nhiên Đức Phật ngồi thuyết pháp, rồi chúng ta thấy có vô số các thầy tỳ kheo mà ngồi nghe pháp. Cho nên vô số các thầy tỳ kheo ngồi nghe pháp, rồi chúng ta lại thấy có vô số các vị Bồ Tát cũng từ tới nghe pháp. Rồi chúng ta thấy chư thiên cũng tới nghe pháp. Đây tạo thành cái thế giới mà mầu nhiệm. Cho nên tôi gọi là cái thế giới của kinh Pháp Hoa, nó dành riêng cho những người trì kinh Pháp Hoa, những hành giả kinh Pháp Hoa. Thì lúc bây giờ họ mới cảm nhận được cái thế giới đó. Tức Đức Phật thuyết pháp, các thầy ngồi nghe, các Phật tử ngồi nghe, chư thiên cũng ngồi nghe, hộ pháp thiện thần cũng ngồi nghe. Mà ở trong cái thế giới tự nhiên nó rộng ra mênh mông. Cho nên cái thế giới tâm, thì lúc bây giờ tôi mới nhận ra được một cái đó. Tâm của mình nếu thu lại thì không thấy nó đâu hết, nhưng mà mở ra nó rộng, nó bao trùm cả pháp giới, tạo thành một cái thế giới thực. Đức Phật thuyết pháp, chư tăng nghe, Bồ Tát nghe, hộ pháp thiện thần bao phủ.
Cho nên trước đó mỗi khi tôi tụng kinh Pháp Hoa, tôi có cái cảm giác này. Nhưng mà cảm giác là chung quanh mình có người cùng tụng kinh với mình, cùng nghe Pháp. Nhưng mà lần này nó không phải là cảm giác, mà mình thấy. Mà mình thấy được. Họ thấy bằng gì? Đây thấy bằng niềm tin và thấy bằng tâm. Cho nên người tu theo kinh Pháp Hoa mà không có niềm tin, không có căn lành, thì không thể nào thấy cái chuyện này được. Tại vì chúng ta nhắm mắt lại chúng ta thấy, chứ không phải chúng ta mở mắt. Bình thường tụng kinh thì mở mắt đọc chữ, nhưng bây giờ trì kinh thì nhắm mắt trở lại mà không đọc chữ, thì cái thế giới Phật tự nhiên hiện ra cho chúng ta. Cho nên lúc bây giờ đó tôi mới nhận ra được cái ý, đây là Pháp Hoa tâm, Pháp Hoa cảnh. Đây là cảnh giới của kinh Pháp Hoa, do tâm thanh tịnh của chúng ta mà nhận được nó. Cái khi Pháp Hoa tâm ấy, mà chúng ta thực hành, chúng ta tu ấy, thì nó rộng vô cùng. Nhưng mà hẹp lại thì chúng ta không thấy nó đâu hết. Ta nói tùy theo cái tâm chúng ta mở rộng ra. Nó mở rộng ra đó, đầu tiên là chúng ta thấy được Đức Phật. Rồi kế đó chúng ta thấy được Thánh chúng. Rồi ta thấy các vị Bồ Tát. Cứ lần 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 nó rộng lớn ra. Nó rộng lớn ra cho đến Pháp giới chúng sanh. Cho nên từ chỗ này đó, thì mình đã thâm nhập vào kinh Pháp Hoa rồi. Cho nên mới hiểu được cái ý nghĩa là thấy qua mạng Đà La và mạng Thù Sa. Thấy mạng Thù Sa và mạng Đà La là gì? Tức là tâm chúng ta hoàn toàn trong sạch đó. Và trí chúng ta hoàn toàn sáng suốt. Thế nên chỗ tâm trong sạch và trí sáng suốt này á, mà nó làm cho chúng ta thấy những cái hiện tượng gọi là màu nhiệm trong trời đất. Thế nên mạng Đà La Hoa có nghĩa là sự an vui. Tâm chúng ta an vui, bảo là thấy qua trời. Thấy qua trời tức là không có qua, tức là thấy qua mà không có qua, không có qua mà thấy được qua. Thì cái trường hợp này đó, ta nói là qua trong lòng, qua xuân, qua nở trong lòng chúng ta. Mùa xuân đã đến với chúng ta rồi. Ta đã tới cái thế giới mà chúng ta muốn tới. Đấy. Ta đã về tới cái chỗ mà phát xuất của chúng ta, gọi đây là chân linh. Cho nên Thiền sư Nhất Hạnh khi còn sanh tiền, ngài thường hay dùng câu rất đơn giản, nhưng mà tôi nghĩ cũng ít người nhận ra được. Con đã về, con đã tới. Về đâu và tới đâu? Đây các Phật tử cũng nên suy nghĩ chỗ này. Tại nên chỗ này đối với tôi nữa, thì trường hợp này mình đã về chốn cũ của mình, tức là chân linh của mình. Đã tới là đã tới cùng tột của tri thức, tức là của trí tuệ. Cho nên suốt đời mình thường thường gọi là đi tìm Phật. Đi tìm Phật. Cho nên mỗi lần mà tôi gặp Thiền sư Nhất Hạnh thì ngài cười và nói với tôi một câu rất đơn giản: anh em mình đi tìm Phật. Các vị nghĩ đi tìm Phật. Nhờ đi tìm Phật là đi ở đâu? Đi trên bờ sông, đi ở trong rừng. Ta đã tìm Phật ở trên bờ sông, tìm Phật ở trong rừng. Nhưng mà thấy Phật, cái điều này quan trọng. Thấy Phật, nghe Phật thuyết Pháp, thì đây là Pháp chân thật. Mà bảo là thấy Phật và nghe Phật thuyết Pháp này nữa, thì Pháp gì? Gọi là Pháp vô vô. Ta gọi đó là vô tự chân kinh. Tức là mình nghe, nghe cái kinh Pháp Hoa mà không, không có văn tự, không có chữ nghĩa, không có ngôn ngữ. Nghe Pháp mà không có nghe, nghe ngôn ngữ. Bình thường người ta nghe Đức Phật thuyết Pháp là ta nghe Đức Phật nói bằng ngôn ngữ, ta chép thành kinh điển. Còn bây giờ
mình nghe pháp á, mà mình nghe không bằng ngôn ngữ, tức Phật không nói bằng ngôn ngữ, mà Đức Phật á, chỉ nói chân lý thôi. Cho nên mình nghe chân lý thì mình phải thấy chân lý thì mới nghe chân lý được. Mà chân lý là sự thật của cuộc đời, đây là sự thật của cuộc đời này. Cái điều này là điều quan trọng. Cho nên cái bài Sám Pháp Hoa mà tôi có đề cập tới cái chỗ này đó, là tại vì cái cảm nhận của mình thôi. Quan âm thế chí dẫn đường, văn thù khai thị dược vương cứu đời, nguyệt quang di lặc tuyệt vời, phổ hiền mười hạnh rạng ngời tâm thông. Đây là cái điều tâm đắc của tôi. Nên tâm đắc đó, khi mà trì kinh Pháp Hoa đó, thì nhận cái này. Nên thực tế trong cái cuộc sống của mình đó, nó có muôn ngàn cái khó khăn và nguy hiểm chờ đón mình, nhưng mình thấy tất cả những cái khó khăn nguy hiểm này, cho nên mình trùng chân trùng bước. Cho nên bây giờ trùng chân không dám đi nữa, trùng bước ngừng lại. Ngừng lại tức là tâm chúng ta đứng yên lại chỗ này. Cho nên tâm chúng ta bắt đầu đứng yên trở lại. Mà khi đứng yên trở lại đó, thì cái này đó chúng ta đã tới rồi. Trước đây chúng ta đọc một câu là quyết lòng tìm đến Linh Sơn. Bây giờ ta tìm tới cái chân linh ta rồi. Ta đã tìm tới chân linh chúng ta, cho nên chân linh chúng ta là bất động, nó là vô động, nó đứng yên. Ta đã tâm chúng ta dục đứng yên lại một cái. Cho nên tôi cũng nói một câu khác nữa đó, là nghiệp chướng nhiều đời bỗng lắng yên này. Nó tự nhiên chúng ta trì kinh rồi nữa, nghiệp chướng không thấy nữa. Hồi nãy chúng ta thấy quá nguy hiểm, quá khó khăn, không thể nào bước chân tới được nữa, thôi dừng lại. Mà khi dừng lại đó, thì trần lao nghiệp chướng nó cũng dừng lại, nó đứng yên lại luôn. Khi mà nó đứng yên rồi nữa thì quý vị thấy cái gì đây? Từ ở trong cái bản tâm thanh tịnh của mình đó, mà mình nghe được pháp của Đức Như Lai rồi đó, thì từ trong này nó sáng lên cái. Nó sáng lên cái gì đây? Sáng lên cái đó là mình thấy được trên đường đi của mình đó, quá an lành đi. Tại sao vậy? Vì có Quan Âm Thế Chí dẫn đường đấy, có hai vị Bồ Tát này dẫn đường đấy. Hai vị Bồ Tát dẫn đường. Nhưng mà đi xa hơn chút nữa đó, thì không phải là hai vị Bồ Tát này là người dẫn đường mình đi theo, không phải. Phải cái này. Thành ra thấy có hai vị dẫn đường thì cũng được đi, nhưng mà nhìn kỹ lại nữa, thì không phải là hai con người dẫn mình đi, phải không? Tại lúc bây giờ nó là tâm lắng yên thì nó không có người. Tại mình và người đều mất hết, thì cái trường hợp mình còn không có thì Bồ Tát đâu hiện ra đấy. Đấy. Cho nên Bồ Tát bây giờ là gì? Bồ Tát tâm. Bồ Tát cũng là bằng chân linh, mà mình cũng bằng chân linh. Đấy. Cho nên chân linh gặp lại. Chỗ này thường người ta gọi là tâm hồn lớn gặp nhau đây. Tại chân linh với chân linh, chứ còn chân linh với trần tục thì hoàn toàn khác. Đối với thế gian thì khác, mà đối với tu chứng thì cái này hoàn toàn khác. Cho nên lúc bây giờ Quan Âm cũng là chân linh, Thế Chí cũng là chân linh, mình cũng là chân linh. Thành ra từ trong chân linh của mình ấy mà xuất hiện ra, tức là xuất hiện ra và tạo cho mình có một cái thế giới an lành. Đấy. Hai vị này dẫn đường còn sợ không? Hai vị này dẫn đường chúng ta hết sợ rồi. Cho nên Quan Âm là tiêu biểu cho cái gì? Cho nên Quan Âm là Ngài có cái tên gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Đối với tất cả các pháp đó, Ngài tự tại. Tất cả các pháp Ngài tự tại.
Rồi lúc bây giờ đó, cái hạnh của Ngài đó là Ngài lắng nghe. Hạnh của Quan Âm là hạnh lắng nghe. Đối với Pháp thì tự tại, nhưng mà tự tại rồi thì lắng nghe. Nghe cái gì? Nghe tất cả chúng sanh. Tức là nghe được cái tiếng nói của tất cả chúng sanh, cái nguyện vọng của tất cả chúng sanh. Nghe cái này chứ. Cho nên mới khởi lên cái đại bi tâm. Khởi lên cái đại bi tâm. Đây là Bồ Tát Quan Âm. Tức là khởi lên cái đại bi tâm để nhằm cái mục tiêu gì? Gọi là cứu khổ và ban vui. Cái việc này của Ngài. Cho nên nhìn thấy chúng sanh, tại mình nhìn bằng cái chân linh của mình, cho nên mình thấy chúng sanh trầm luân đau khổ, mình lại khởi lên cái ý thương, phải không? Muốn cứu, muốn giúp. Chỗ này nếu mà trở lại Kinh Pháp Hoa, quý vị thấy câu này Đức Phật dạy chúng ta này. Không có sanh tử. Ta nếu mà trở về với tự tánh chân linh của ta thì cái này không có sanh tử. Thực ra không có sanh tử, nhưng mà vì vô minh vọng kiến ngăn che cho nên có sanh tử. Những người nào còn vô minh thì còn sanh tử, cho nên sanh ra nghiệp chướng trần lao, tham vọng, tất cả những cái này tạo lên cái sự khổ này. Tại nên khi mà chúng ta khởi lên cái tâm niệm này, cứu đời, giúp người, thì đây là Bồ Tát Quan Âm. Tên Bồ Tát Quan Âm này nữa, khởi lên cũng trong lòng chúng ta, mà xuất hiện trên cuộc đời cũng trong lòng chúng ta. Đấy. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà khi nào đó quý vị khởi lên được cái tâm như thế đó, thì sao? Mọi người nhìn ta đó, họ nghĩ ta là Bồ Tát Quan Âm đó. Cái này lạ. Hồi chúng ta mới tu nữa, chúng ta nghĩ ta làm chúng sanh đau khổ, ta lại Bồ Tát Quan Âm để Ngài cứu ta, Ngài gia hộ cho chúng ta. Nhưng bây giờ ngược trở lại đó, thì lúc bây giờ đó, thì mọi người nhìn thấy ta, họ nghĩ ta là Bồ Tát Quan Âm đó. Ta là người mà có thể cứu giúp họ đây. Họ nương tựa vào ta đây. Thì cái này đó là từ cái Bồ Tát Quan Âm mà từ tâm chúng ta đây. Tâm chúng ta mà thành được cái này. Đây là cái thứ nhất mà mở đường cho chúng ta đi. Đi vào trần ai bằng cái tình thương của chúng ta đó, thì sao? Tất cả chúng sanh, tất cả các loài đó, nó nhìn thấy ta nó không quý trọng, tại vì ta thương nó cho nên thương mình chứ. Sở dĩ ở trên cuộc đời này nên mình cũng nhiều cái tham vọng, ham muốn, cho nên ham muốn của mình đụng chạm tới quyền lợi của người khác, từ cái chỗ đó mà sanh ra oán hận, thù nghịch và hại nhau. Bây giờ mình không có cái tâm này, mình đi vào cuộc đời bằng cái tâm thương người cứu đời này đó, thì cái trường hợp này mọi người nhìn về ta khác. Nên trên bước đường tu tôi đã đổi khác vào chỗ này. Cái trì kinh chúng ta khác, cho nên cái kết quả của nó hoàn toàn khác nữa. Cho nên ta không có đọc từng chữ nữa, ta không đọc kinh nữa, nhưng mà đi vào trong cái thực tế cuộc sống, cho nên chúng ta kiếm được cái này. Thì khi mà ta thương người cứu đời này đó, trở lại thực tế cuộc sống, mọi người đều thương ta, mọi người đều tin tưởng ở ta, quý trọng chúng ta. Mà trở lại thực tế cuộc sống thì quý vị thấy khó rồi, phải không? Ở trên chân linh á, thì cái gì chúng ta cũng biết hết, việc nào ta làm cũng được hết. Nhưng mà trở lại thực tế của cuộc sống này nữa, thiệt ra là rất khó. Rất khó. Cho nên độ một chúng sanh á, một chúng sanh mà độ một chúng sanh thì cái này rất khó. Một người mà muốn làm vui lòng được một người nó cũng đã khó rồi, chỉ nói chi một người mà nghĩ tới mình làm vui lòng được nhiều người, đây là cái điều khó vô cùng. Trở lại thực tế,
trong thế giới tâm linh, trong cái thế giới tu của chúng ta đó, thì hoàn toàn tự tại. Nhưng mà trở lại thực tế cuộc sống này đó thì sao? Muôn vàn khó khăn chứ. Cho nên muôn vàn khó khăn, cho nên chúng ta thấy xuất hiện thêm một vị Bồ Tát thứ hai nữa, đó là Bồ Tát Thế Chí. Cho nên Bồ Tát Thế Chí này giúp cho chúng ta được một điều là gì? Tức là thấy người, biết người và hiểu người, phải không? Đâu phải việc nào ta cũng làm được hết trên thực tế này. Đấy. Có việc ta làm được, có người ta giúp được, nhưng mà có người không thể làm được, không thể giúp được. Cái này là Bồ Tát Thế Chí nhắc chúng ta đi. Cho nên hai vị Bồ Tát này dẫn đường chúng ta rất là quan trọng. Cũng trong lòng chúng ta đấy, xuất hiện vị Bồ Tát thứ hai. Thành ra gọi là hiểu người, biết người. Ta nói có hiểu, có biết rồi đó, thì lúc bây giờ đó mới cứu người, giúp người nằm trong chỗ này. Ta nói Đức Phật Thích Ca nhờ có một cái là hiểu, hiểu người, biết được người, cho nên Ngài cứu được người. Còn ta không hiểu, ta không biết, cho nên ta muốn cứu mà đôi khi ta cứu không được, mà nhiều khi hại tới ta nữa. Đấy, cho nên thành Bồ Tát Đạo khó cho nên. Ta nói khi mà Đức Phật tới độ ông vô não đó, ai thấy cũng khiếp cũng sợ hết. Ngài vua Ba Tư Nặc nghe nói còn khiếp nữa. Cái ông này là người điên, kẻ sát nhân, cho nên ông đã chém chết cả ngàn người rồi, nghe tới tên là sợ rồi. Nhưng mà Đức Phật á, vì hiểu ông vô não, biết ông vô não, cho nên Ngài tới Ngài độ ông vô não. Tới độ vô não được, độ được thiệt. Cái tên sát nhân này trở thành vị A-la-hán này, Đức Phật biết. Cho nên cái điều quan trọng nhất ở trên cuộc đời này nữa, sợ gì ta thất bại là vì ta không biết người, không hiểu người. Cho nên cái người mà đáng giúp đó chúng ta không giúp, mà cái người đó đáng tránh đó chúng ta lại gặp. Cho nên nghiệp chướng phiền não sanh ra. Ta nên độ người không được mà người lại độ mình, phải không? Đọa này khổ lắm. Cho nên đây tôi dùng cái chữ mà Quan Âm Thế Chí dẫn đường tôi nói cái này. Ta muốn cứu người chúng ta phải biết chứ. Biết cứu được không? Cái người này cứu được mới cứu, độ được mới độ. Còn cứu không được mà tới cứu thì cái này mang quả rồi. Độ không được mà chúng ta quyết tâm độ nó thì chắc chắn ta bị nó độ lại rồi. Cho nên trên bước đường tu, cho nên đầu tiên nó lóe ra cho chúng ta một cái tia sáng ở trong đầu chúng ta, Quan Âm Thế Chí dẫn đường. Cho nên trên bước đường tu đó là tôi nhận ra được cái này. Cho nên lúc này nữa, trì kinh Pháp Hoa là trì bằng tâm và bằng chân linh của mình, chứ không trì kinh tụng bằng tiếng và đọc văn tự nữa. Đây là cái giai đoạn 2 mà thực tập tôi thấy nó quan trọng. Cho nên từ cái chỗ này đó mà cái cách tu người ta hoàn toàn khác. Trước đó đó thì thường đó, tôi hay thực tập cái pháp là bế quan. Khi mà cần tu đó thì đóng kín các cái giác quan lại. Tại vì chúng ta học cái câu lục căn lục trần vọng tác vô biên vô tội nữa. Tại do sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần, cho nên sanh ra vô số tội lỗi, trần lao nghiệp chướng nhân để sanh ra. Bây giờ muốn chấm dứt nó thì phải không cho nó tiếp xúc nữa. Cho nên cái vấn đề sắc mà với sắc đụng chạm với nhau, nó sanh ra cái cảm thọ, thọ quẩn. Cho nên sắc quẩn, thọ quẩn, mà khi mà chúng ta tu nó phần nhiều nữa, ta nghĩ là phá hai cái này là cái chuyện mà khó nhất trên bước đường tu. Nếu ta theo pháp tu của Đức Phật dạy bên Nguyên Thủy mà ta thực tập mà phá được cái sắc quẩn thọ quẩn này, cay lắm nhé.
thành ra có sắc nhưng mà chúng ta đó không thấy sắc nữa. Nó thực tập cái này, cho nên lúc bây giờ nó nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý không, và sắc thinh hương vị xúc pháp cũng không, thì tất cả là không. Khi này khác rồi. Thành ra khi mà chúng ta tu theo cái pháp căn bản Đức Phật dạy thì cái này không rồi, là chúng ta rơi vô không có. Tại sắc thinh hương vị xúc pháp không là vì do nhãn nhĩ tỷ thiệt chúng ta không. Tại căn không có thì cái trường hợp trần cũng mất, cho nên chúng ta nhập không môn. Đây con đường tu nữa mà gần như tất cả mọi người đi tìm đường giải thoát là đều chui vô cửa này hết. Nên tôi cũng đã từng chui vô cửa này rồi. Không sắc thọ tưởng hành thức không, thì cái này là trên bước đường tu nên ta vô đây. Nhưng mà bây giờ nữa, chúng ta gặp kinh Pháp Hoa chúng ta thấy khác. Nên là chúng ta về tới chân linh rồi, chúng ta gặp Phật rồi thì bây giờ khác chứ. Thành Đức Phật mở chúng ta cái gì? Trong cái phẩm Pháp Sư Công Đức, quý vị nhớ có một câu. Hồi nãy nè, chúng ta tu theo nguyên thủy thì chúng ta bế con mắt chúng ta không thấy. Nhưng mà bây giờ nó qua tới kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy chúng ta nữa, là trên con mắt chúng ta nó trang bị bằng 800 công đức nhãn, phải không? Thành ra ta nhìn đời bằng 800 công đức nhãn này, cái này quan trọng. Đấy, cái quá trình tu chúng ta lúc bây giờ đó, nó mới sanh ra cái công đức nhãn ta này, gọi là con mắt công đức. Ta nói nó có cái con mắt, nhưng mà con mắt tội lỗi hồi nãy khác à. Bây giờ nó có con mắt công đức đó. Ta nói con mắt công đức nó có cái công năng rất là lạ. Ta nói cái người đó nó, họ hung dữ, nhưng mà chúng ta có con mắt công đức, ta nhìn họ một cái nữa họ hiện ra, phải không? Cái hung dữ họ tự nhiên biến mất. Đây Đức Phật sử dụng con mắt công đức này mà độ cho ông vô não này. Ông này là điên khùng, gặp ai giết hết. Nhưng mà vì Đức Phật có trang bị 800 công đức nhãn này, con mắt này, này, cho nên Ngài dùng con mắt từ bi của Ngài nhìn ông vô não một cái này, thì ông vô não hiện lành. Cho nên trên bước đường tu đó, thành ra quý vị đó, mà đi tầm sư học đạo, chúng ta tìm tới những thầy họ rất là hiền, nhưng mà họ nhìn ta một cái đó, ta cảm thấy an lành. Cái này khác. Tôi nói cái thầy này có công đức nhãn, tức là có tu thật, có kết quả này. Chứ còn cái đôi mắt của chúng ta nó mà tham lam, cái đôi mắt của chúng ta mà hung dữ là giống như ông vô não rồi. Ông vô não là có đôi mắt hung dữ, ông nhìn ai cái là sợ hết, phải không? Chạy trốn. Nhưng mà Đức Phật có đôi mắt hiền lạ lắm. Nhìn vô một cái nó, tất cả các cái cơn nóng giận nó tự tiêu tan hết. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên lúc bây giờ chúng ta tu Pháp Hoa đó, chúng ta hiểu Pháp Hoa là chúng ta hiểu cái chỗ này đó. Hiểu cái chỗ công đức nhãn, con mắt này. Ta nói công đức nhãn, nhưng mà nâng lên bước nữa đó, thì cái gì? Ta sử dụng thêm 1000 công đức, 1200 công đức nhĩ nữa. Kinh Pháp Hoa Đức Phật nó cái lỗ tai lúc bây giờ nữa, nó có 1200 công đức nữa. Ta nói nó có 1200 công đức này nữa. Để chi vậy? Chúng ta lắng nghe được. Ta nghe được hết. Ta nghe được hết tất cả các cái loại âm thanh. Mà ta nghe được tất cả các cái âm thanh không có âm thanh nữa. Cho nên chỗ này chỗ quan trọng. Đây là cái công đức nhĩ, do cái công đức trì kinh chúng ta đó, cái tâm thanh tịnh chúng ta trở về được với chân linh đó, lúc bây giờ nó có cái diệu dụng này. Chứ không phải tới chừng đó chúng ta lại tan biến ra thành hư không, chúng ta biến mất, chúng ta lên niết bàn không còn gì nữa hết, thì cái này đoạn kiến mất rồi nhé. Thành ra cái này người thường không thấy được, không biết được, nhưng mà đó là một cái sự thật có thật. Đấy là Đức Phật chúng ta. Thành ra tụng kinh Pháp Hoa chúng ta thấy
Ban đầu thì chúng ta nhìn ta thấy Đức Phật cũng con người, cũng đi khất thực, cũng sinh hoạt bình thường như con người. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn thấy Đức Phật khác là chỗ này à. Tức là Ngài có khác hơn những người khác nhé. Mình nhìn kỹ đó mình thấy có người nữa, mình nhìn thấy họ cái mình sợ phải không? Có những người mình nhìn thấy rồi mình kính trọng. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta nó tầm tri thức là nên tập cái này. Cho nên lúc bây giờ đó, sáu căn hồi nãy đó, chúng ta thấy nó là sáu tinh vật đó. Nó làm cho tâm chúng ta nó không thanh tịnh, tâm chúng ta khổ, cho nên chúng ta bế quan, chúng ta đóng kín lại, chúng ta không sử dụng nó nữa. Đấy. Mà nếu hãy đóng kín lại như vậy đó mà không được cái gì khác đó, thì chỗ này gọi là lạc thiền. Cái người tu này lạc rồi, trở thành củi mục than nguội rồi, vô dụng rồi. Chúng ta có cái lỗ tai để nghe nhưng bây giờ không nghe nữa, điếc rồi. Có con mắt để thấy nhưng mà không thấy nữa, đuôi rồi. Thế nên cảm giác tất cả những gì ta không còn nữa là gì? Thành ra từ cái chỗ có tri giác mà tu sai rồi đã trở thành con người mất tri giác thì nguy hiểm vô cùng. Phải. Tức là bỏ cái tri giác trần tục này để chúng ta có một cái tri giác của Phật. Cho nên cái này Kinh Pháp Hoa gọi là Phật tri kiến rồi đó cái này. Ta có cái tri kiến chứ không phải không có. Ta nên bỏ cái kiến văn giác tri này đó là chúng ta trở thành cuối mục sau. Cho nên lúc bây giờ nó trở thành sáng hơn. Nó sáng hơn là những người mà chưa tu phải không? Nó an lạc hơn là những người chưa tu. Những người chưa tu, chưa biết tu nữa thì cái trường hợp sáu cái giác quan này nó làm chúng ta khổ. Nhưng mà biết rồi nữa thì sử dụng sáu cái giác quan này trên 6.000 công đức đó, thì tạo vô biên công đức. Thành hành Bồ Tát Đạo với cái dạng này. Đó là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên biến nó trở thành là 6.000 công đức. Mà 6.000 công đức thì lúc bây giờ quý vị có cần tu nữa không? Chỗ này ta gọi là vô công dụng đạo. Vô công dụng đạo, tới đây mình không cần tu nữa, mà mình để cho cái công đức nó tự tu thôi, phải không? Ta nói công đức nó tự tu, mình đâu còn cần khổ công nữa. Tại vì mình có một cái đôi mắt công đức, mình nhìn thấy người ta, cái người ta phát tâm Bồ Đề, phải không? Mình có một cái lỗ tai công đức, mình nghe người ta nói về cái khổ của người ta đó, mình nghe rồi 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 khổ của người ta đó, mình nghe